Xin chào cô chú và anh chị đã quay lại kênh Nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Lời nói đầu tiên, em kính chúc quý anh chị có ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân nha. Hôm nay em về ấp Mỹ Thạnh, xã Sông Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị và cô chú xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 2.080 m². Trước tiên thì em xin giới thiệu về con đường đi cho anh chị và cô chú mình nắm bắt thật là cụ thể hơn. Anh chị rẽ trái là di chuyển ra đường nhựa Lậu Me khoảng là 500 m. Và con đường bên đây thì cũng liên thông ra đường tỉnh lộ 876 khoảng là 200 m nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 50 m và có chiều dài là 40. Tổng diện tích là 2.080 m². Xung quanh đất thì có hàng rào, cắm trụ B40 hết rồi. Anh chị có mua thì cũng yên tâm về vấn đề là ranh giới nha. Con đường này thì rộng khoảng là 3 m, ô tô khoảng 4 chỗ, 7 chỗ là anh chị di chuyển tới ngay vị trí thửa đất vườn này. Ở đây thì có điện, nước, wifi có đầy đủ và khu dân cư, nhà cửa rất là đông đúc, rất là thích hợp cho anh chị về làm nhà vườn, nghỉ dưỡng, em thấy rất là phù hợp luôn nha. Trên đất thì gia chủ đang trồng mít, bưởi và một số loại cây tùng. Anh chị chờ em chút xíu để em chỉ ranh giới cho anh chị mình xem trước, rồi em sẽ di chuyển vào bên trong quay cụ thể chi tiết thửa đất cho anh chị mình xem thật là kỹ để anh chị ở xa không mất thời gian về xem thửa đất này nha. Ở ngay chỗ hàng bông bụp này nè anh chị, là cột ranh giới nha. Bông bụp nó che rồi, anh chị mình không thấy cái cột đâu. Và con đường này thì hồi nãy em có giới thiệu anh chị đó, mình di chuyển khoảng 200 m nữa là anh chị gặp đường tỉnh lộ 876. Anh chị mình rẽ phải là di chuyển về trung tâm hành chính của xã Vĩnh Kim khoảng là 1 km. Và anh chị mình rẽ trái là di chuyển về thành phố Mỹ Tho khoảng là 10 km nha. Xung quanh thì có rào B40 hết rồi. Anh chị ở xa về đây thì cũng yên tâm về vấn đề là ranh giới. Mít này thì gia chủ trồng cũng được khoảng là 4 năm rồi, đang trong quá trình là cho trái luôn và hưởng quyền lợi. Bưởi thì gia chủ trồng cũng rất là lâu nha anh chị, cũng khoảng là 6 đến 7 năm, cũng đang cho trái luôn. Anh chị theo chân em di chuyển vào bên trong xem tổng quan thửa đất này nha. Mảnh đất này thì em thấy rất là đẹp luôn đó anh chị. Ngang theo cái mặt tiền bê tông 3 m là 50 m và có chiều dài chỉ có 40 m thôi. Đất mình thì rất là vuông vức luôn, sạch sẽ, không có màu mã nha. Và ở đây thì dùng nước ngọt quanh năm, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn nha anh chị. Vùng đất ở Sông Thuận là chuyên về trồng cây ăn trái. Anh chị có thể về trồng vú sữa nè, sầu riêng, nhiều loại cây ăn trái khác, anh chị có thể đều trồng được luôn. Em đã di chuyển vào tới bên trong rồi nè anh chị. Mít mình đang cho trái luôn nè. Tùng này thì gia chủ trồng cũng được khoảng là 7 năm rồi. Chục tùng này rất là lâu lớn nha anh chị. Và trên đất thì cũng có hệ thống tưới tiêu có đầy đủ luôn. Về thì anh chị mình bật cầu dao lên là hệ thống tưới tiêu sẽ tự động quay luôn nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 2,2 tỷ. Giá này thì gia chủ có nói chỉ bớt cái lọc thôi. Nếu anh chị có nhà ý, anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú xem thửa đất vườn này và anh chị gặp chính chủ, anh chị trao đổi và thương lượng luôn nha. Anh chị ở thành phố Mỹ Tho di chuyển gì đây khoảng là 10 km. Anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh di chuyển gì đây khoảng là 80 km
là anh chị tới vị trí thửa đất vườn này nha. Và ở đây thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Vĩnh Kim, trường học, ủy ban, thế giới di động, ngân hàng. Anh chị cách khoảng là 1 km thôi. Để em di chuyển xuống bên dưới, quay tổng quan thửa đất cho anh chị mình xem, để anh chị ở xa không có tốn thời gian về đây xem thửa đất này nha. Mọi ý kiến thắc mắc anh chị cứ để lại bình luận bên dưới, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ trực tiếp trả lời bình luận cho anh chị, hoặc anh chị liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ trực tiếp trao đổi và tư vấn cho anh chị. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị xây nhà vườn, san lấp mặt bằng, lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú đủ điều kiện luôn nha. Ở đây là cái không gian, cái thửa đất nha anh chị. Thửa đất mình thật là vuông vức luôn, rất là đẹp. Về đây thì anh chị có thể cất một cái ngôi nhà cấp 4 cuối tuần thứ bảy và chủ nhật về đây nghỉ dưỡng em thấy là phù hợp luôn. Ở đây thì cây ăn trái có sẵn rồi, về thì anh chị có thể là khỏi trồng luôn nha. Gia chủ thì có vô điện nước có sẵn, gia chủ sẽ để lại tất cả cho anh chị luôn, về thì anh chị chỉ sử dụng thôi. Để em di chuyển ra phía sau cho anh chị mình xem. Đất mình thì xung quanh bốn góc gia chủ đều làm hàng rào B40 hết luôn nha. Về thì anh chị mình chỉ chăm sóc thôi là anh chị mình hưởng đó. Cái vườn bưởi mình trái rất là sai luôn đó anh chị. Và ở phía sau gia chủ có trồng một số dừa. Đây là dừa xiêm xanh nha anh chị, đang trong quá trình là hưởng quy lợi luôn, đang cho trái luôn đó anh chị. Đất này thì gia chủ chủ yếu là trồng mít, bưởi nhiều, dừa thì khoảng vài chục gốc thôi. Em thấy những cái cây tùng này nè anh chị, về thì anh chị mình chăm sóc sau này rất là to nha, và sau này anh chị mình có bán thì cũng có giá trị cũng rất là lớn đó anh chị. Đất mình tương đối cao ráo và bằng phẳng luôn, sạch sẽ, không có màu mã. Vị trí này thì em thấy rất là đẹp luôn nha anh chị. Ở phía sau thì có rào B40 hết rồi. Để em di chuyển qua clip bên đây cho anh chị mình xem. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa nha. Thửa đất này nằm thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Sông Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Diện tích của mình là 2.080 m², ngang là 50 m và có chiều dài là 40. Trên đất thì gia chủ đang trồng bưởi nè, dừa, mít, rất là nhiều loại cây ăn trái luôn. Về thì anh chị mình chăm sóc và anh chị mình hưởng thôi. Ở đây cách đường tỉnh lộ 876 khoảng là 200 m thôi. Và ở đây thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Vĩnh Kim, trường học, ủy ban, ngân hàng. Anh chị cách khoảng là 1 km nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 2 tỷ 2. Giá này gia chủ có nói chỉ bớt chút ít lọc thôi. Nếu anh chị có thích mảnh vườn này, anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú trực tiếp xem thửa đất vườn này. Và anh chị gặp chính chủ, anh chị trao đổi và thương lượng luôn nha. Đất này thì rất là đẹp luôn. Về thì anh chị mình cất một ngôi nhà vườn để nghỉ dưỡng em thấy là phù hợp nhất luôn nha. Trên đất thì có hệ thống tưới tiêu, có đầy đủ, có điện nè, có nước, có sẵn luôn. Về thì anh chị mình chỉ bật cầu dao lên là hệ thống tưới tiêu sẽ tự động quay luôn ha.
Cuối video em xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã bỏ chút ít thời gian xem video của em. Nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ sẽ là động lực giúp cho kênh của em ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những phần video tiếp theo nha.